Từ thuở xa xưa, ông cha ta đã sử dụng nhiều cây thảo dược trong tự nhiên để làm gia vị trong ăn uống, cũng như dùng làm cây thuốc chữa một số bệnh thường gặp. Và hành tăm là một trong số loại cây đó. Hành tăm là loại hành củ bé, vị cay, tính ấm, hương nồng, thường được dùng làm gia vị. Trong đông y, hành tăm có tác dụng giải cảm, trị ho, giải độc, trúng gió cực hiệu nghiệm. Hành tăm không chỉ được sử dụng như một gia vị ngon cho nhiều món ăn, củ nén, còn là bài thuốc dân gian hiệu quả trong bếp mỗi nhà. Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị sốt do cảm lạnh, có thể đập nát vài củ hành tăm, xoa lên sống lưng và lòng bàn chân để hạ sốt. Củ hoặc lá hành tăm dãi nhỏ, cho đường phèn vào hấp cách thủy, chắt lấy nước uống, có tác dụng kháng khuẩn đường hô hấp, trị ho, sổ mũi, nghẹt mũi. Hành tăm có tác dụng kháng khuẩn tốt nên có thể dùng hành tăm giã nát đun sôi, lấy nước rửa vết thương để chữa trị chấn thương, máu tụ. Hành tăm củ kết hợp với quả bổ kết và quả chổi rành đốt trong than củi để xông cũng là một mẹo hay để chữa trị chứng đầy hơi ở trẻ nhỏ, được nhiều bà mẹ áp dụng thành công. Theo đông y, hành tăm vị cay, tính ấm, mùi hăng nồng, có tác dụng ôn ấm tỳ vị, giải cảm, trúng gió á khẩu, nóng rét, tiêu đờm, trị ho, làm ra mồ hôi, lợi tiểu, sát khuẩn, trị cảm hàn, bí tiểu, ngộ độc trì, côn trùng, rắn độc cắn. Riêng về cái vị hành tăm để dùng chữa bệnh phong tấp, gọi là hàn hư hàn á, thì sinh ra các cái chứng phong, á khẩu, rồi là lên cơn giật, méo mồm, rồi là bại liệt, nói chung là sinh ra nhiều cái triệu chứng. Thì khi đó là mình nhanh nhất là dùng hành tăm. Củ hành tăm thì ở Việt Nam ta thì dùng, như Nghệ An ta dùng rất là nhiều. Đấy, thì trước khi mình dùng hành tăm thì để mà cứu cho những các cái bệnh nhân đó, đừng để lâu mà sinh ra cái triệu chứng là méo mồm, câm, bại liệt. Đấy, sinh ra cái triệu chứng bại liệt nặng cho bệnh nhân, rất nguy hiểm. Thì giờ mình dùng hành tăm, cái thứ nhất đó là mình dùng hành tăm thì mình, cái hành tăm là nó rất đơn giản. À, ta dùng hai tay ta xoa với nhau cho nó hết cái vỏ lụa đi, rồi ta dạ nát ra, để dạ thật nát, để lấy một cái vải màng, lỏng lấy nước để bôi vào các huyệt, ví dụ như huyệt giáp xa địa thương, huyệt phong long, rồi là huyệt ngự yêu, rồi là huyệt thải dương, thì huyệt liêm tiền, huyệt thiên đột bôi ở vùng cổ. Một là ta lấy cái lông gà ta bôi, mà hai là không ta lấy bông ta bôi. Đấy, anh có nhiều cái cách thức để sử dụng. Thì cái phương pháp đó mình làm á, thì kể ra đơn giản nhưng kỳ công. Thì khi cần nhất là mình phải dạ hành tăm thật nhỏ, thật nhuyễn thì mới vắt lấy nước được. Đây là một cái phương pháp mà để cứu cho các bệnh nhân á khẩu. Trúng phong á khẩu là chứng bệnh có thể gặp ở bất kỳ người nào, ở mọi thời điểm, đến bất chợt, và nếu không sớm biết cách xử lý sẽ gây cấm khẩu, dị tật, nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Cái triệu chứng là thứ nhất là người ta sẽ tái mặt đi. Trúng gió đấy, thường bảo là trúng gió. Đấy, và sau khi xịu ra, có người ấy là bột mảnh phèo lên, có người là bị giật, có người là rụng, thì đến hẳn. Rồi tay chân dạy rũa. Đấy, những cái người mà lịm đi thì rất là khó. À, nhưng có người mà đang dạy rũa được thì làm nhanh hơn. Đấy, thế nhưng mà thứ nhất là cái người lịm đi thì mình dùng á, cái huyệt liêm tuyền, huyệt thiên đột, là xoa cho nó thật nóng lên. Sau khi đó mình dùng cân bằng là hai huyệt thái dương. Thì ba đó là mình sẽ dùng cái huyệt ế phong. Mình day, bôi lên và day nóng lên. Và sau khi đó cần nhất không nữa, không kịp thời nữa, nhanh nữa thì mình phải dùng kim châm cứu hoặc là tác động các cái bài diện trấn bấm huyệt. Đấy, thì kèm theo với cái dầu hành tăm, gọi là cái nước hành tăm, là ta bảo là cái dầu hành tăm đi, thấp nước ở tay để mà dí vào, cho nó thật đau vào các cái huyệt đó, thì bệnh nhân rất là nhanh. Người bị trúng phong á khẩu có thể dùng bài thuốc cứu nguy từ hành tăm như sau. Lấy khoảng 20 củ hành tăm đem giã nát, vắt lấy nước cốt, rồi dùng lông đuôi gà chấm nước hành thoa vào cổ cho người bệnh. Vài phút sau, người bệnh sẽ giảm dần triệu chứng co quắp tay, quai hàm cũng dần dần mềm và nhả ra, răng không còn nghiến chặt, nên để bệnh nhân ở nơi thoáng mát, tránh gió để dần phục hồi tinh thần và trạng thái. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng bài thuốc chữa chứng trúng phong á khẩu theo hướng dẫn sau: ngưu tất 40g, đại giả thạch 40g, long cốt 20g, huyền sâm 20g, thiền môn 20g, nhân trần 8g, mẫu lệ 8g, quy bản 20g.
bạch thược 20g, khổ luyện tử 8g, sinh mạch nha 8g, cam thảo 6g, ngày một thang sắc uống 3 lần. Khi đã ả khấu thì nó sẽ sinh ra là có 3 cái triệu chứng. Triệu chứng thứ nhất là nhuệ nhoại mồ hôi, sinh ra là co chuỗi chân tay. À, có khi thì bột mảnh phều, cứng hàm khó nói. Nhưng có người á, phương pháp thứ hai là phương pháp tự nhiên như thế, tê chân tay, rồi ngã xuống. Cái đó là rất dễ tai biến, dễ bại liệt đấy. Là cái tai biến là cái trúng phong hệ thứ ba là đang đi hoặc là tắm xong bị đấy, thì sinh ra là méo miệng, trợn mắt, cứng lưỡi khó nói. Đây có ba cái triệu chứng đó. Thế nhưng mình dùng theo phương pháp một. Phương pháp thứ nhất thì mình dùng các huyệt, ví dụ như mình day cái huyệt bách hội, dùng dầu day huyệt bách hội, day huyệt ế phong, day huyệt là giáp xa. Thứ hai là mình phải day huyệt là địa thương giáp xa, và là thiên đột. Đây cái vấn đề thứ tư đó là mình là phải day đến các bộ huyệt như kiên tịnh khúc trì hợp cốc nội quảng ngoại vạn là ở tay. Thì ở chân thì mình day là thận du, hoàn khiêu, phong long, rồi ủy trung, côn lôn, hành giang, rồi là lòng bàn chân, thì mình day huyệt trụng tuyển. Mặc dù là vị thuốc tốt, nhưng khi dùng hành tăm, chúng ta cũng phải hết sức để ý đến những điều tối kỵ mà bác sĩ đông y đã khuyến cáo, như hành tăm không được dùng chung với mật ong sẽ gây buồn nôn, chóng mặt, kỵ với thuốc thường sơn, thục địa, sinh địa. Tháng riêng không nên ăn nhiều hành tăm vì dễ bị chứng phong chạy trên mặt. Để hành khô và rổ thưa để nơi thoáng mát, lâu lâu, phơi chỗ râm mát cho thoáng. Khi dùng, bạn chỉ cần xoa xoa trong lòng bàn tay là lớp vỏ ngoài bong tróc hết, rất dễ dàng. Nếu để giải cảm, bạn nên ngâm hành tăm với rượu để dùng dần. Khi bị cảm, chỉ cần mang ra uống, kết hợp xoa lên người thì giải cảm rất nhanh. Nhưng đa số cha ông mình trước đây là dùng hành tăm rang nướng cho trẻ con ăn tiêu run đấy. Đấy cũng rất là tốt. Tuy nhiên hành tăm luộc lên đó, để cho các cái bệnh mà thoái hóa cột sống cũng rất là hay. Ăn cũng đấy, rất là nhiều người ăn như thế là vẫn được. Ví dụ như bệnh nhân thoái hóa gai cột sống thì người ta luộc lên 1 đến 2 lượng, luộc cho chín thì ăn nó không cay, mà luộc sượng thì ăn cay lắm, ăn cay cả nó chảy nước mắt ra. Thế cho nên mình phải chú ý khi mà cho bệnh nhân sử dụng một phương thuốc có hành tăm thì mình cần kiêng cự, nhất là mật ong. Và các cái vị thuốc như thục địa, các thứ đấy thì không nên dùng vào trong, mà khi mình dùng mật ong á, thì không nên dùng. Đấy. Còn một phương pháp nữa thì để mà dùng hành tăm để chữa cái bệnh đầy hơi nhanh nhất cho người lớn cũng giống như trẻ em, dùng hành tăm với lại cái lá trầu không, giả nát ra rồi xoa hạ thổ, rồi bắt đầu đắp lên rốn. Đấy cũng đầy hơi cũng rất là nhanh. Ví dụ như hành tăm kèm theo các vị sau như hành tăm, chanh, gừng. Đấy thì kèm theo như vậy ba thứ đó. Ví dụ như mà tê mỏi, rần rần tê tay chân khó chịu lắm thì dùng hành tăm, gừng giả nát ra với lại chanh, dạ thật nhỏ ra lấy nước bóp. Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị sốt do cảm lạnh, có thể đập nát vài củ hành tăm xoa lên sống lưng và lòng bàn chân để hạ sốt. Củ hoặc lá hành tăm rã nhỏ, cho đường phèn và hấp cách thủy, chắt lấy đường uống, có tác dụng kháng khuẩn đường hô hấp, trị ho, sổ mũi, nghẹt mũi. Hành tăm có tác dụng kháng khuẩn tốt nên có thể dùng hành tăm rã nát đun sôi lấy nước rửa vết thương để chữa trị chấn thương, máu tụ. Hành tăm củ kết hợp với quả bồ kết và hoa chổi rành đốt trong than củi để xông cũng là một mẹo hay để chữa trị chứng đầy hơi ở trẻ nhỏ, được nhiều bà mẹ áp dụng thành công. Thường xuyên ăn hành tăm có tác dụng phòng trị cảm. Hành tăm được dùng để làm gia vị chế biến thức ăn. Ngoài tác dụng trị bệnh, hành tăm còn là một gia vị tuyệt vời được nhiều người nội trợ ưa dùng. Cũng do hành tăm có tính ấm nên thường được sử dụng trong chế biến các món ăn có tính lạnh như lươn, ngao, các loại cá. Hành tăm có nhiều công dụng trong chữa bệnh cũng như chế biến các món ăn. Tuy nhiên, hành tăm nếu không biết bảo quản thì sẽ nhanh hỏng. Một số người nội trợ chọn cách đập nát hành tăm sấy khô hoặc cho hành tăm vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản. Tuy nhiên, cách này không giữ được mùi vị cũng như chất lượng của hành. Tốt nhất là nên để hành tăm củ tươi, không rửa mang trộn với cát khô. Rẻ dưới nền nhà thì có thể để được từ 4 đến 5 tháng.